Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với X-Studio. Có lẽ là trong cuộc sống ngày nay chúng ta đang được hưởng lợi từ sự phát triển ngày một mạnh mẽ của những chiếc điện thoại di động. Sự phổ cập của điện thoại di động, đặc biệt là smartphone trong thời buổi hiện nay, đã kéo theo đó là sự phổ biến của các loại hình sử dụng, giải trí trên những chiếc điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay, trở nên mạnh mẽ và được ưa thích hơn bất kỳ một dòng thiết bị nào khác, như là chơi game, nghe nhạc chất lượng cao và đặc biệt là xem video độ phân giải siêu to khổng lồ đang ngày càng phổ biến. Và dĩ nhiên một phần lớn anh em xài điện thoại chắc chắn là không thể bỏ qua việc sử dụng điện thoại để thỏa mãn một số thú vui hại thận rồi. Kể cả là khi mà trong thời buổi bị nhà mạng chặn như bây giờ thì số lượng anh em xóa mỗi đêm vẫn không hề nhỏ. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm cũng nằm ở đây khi mà phần lớn các trang web màu xám hiện nay đều ẩn chứa rất nhiều nguy cơ và cũng khá giống với các anh em cài ứng dụng ở ngoài thay vì là các kho chính thống. Nguy cơ điện thoại bị ăn cắp dữ liệu, bị spam quảng cáo hay bị nhiễm virus là rất cao. Do vậy, một phần mềm đa năng vừa có thể diệt virus cực mạnh, vừa có chức năng dọn dẹp hệ thống mạnh mẽ và nhất là khả năng chống spam để anh em có thể thoải mái chơi game hay là làm chuyện đó một cách thông suốt nhất mà không sợ quấy rầy. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một phần mềm bảo mật đa năng như thế mang tên là NOS Security. Về cơ bản thì NOS Security là phần mềm bảo mật được phát triển bởi NOS Limited. Nghe thì có vẻ lạ nhưng mà với các anh em hay chơi game giả lập trên máy tính thì chắc chắn là sẽ biết tới NOS Player rồi, đúng không nào? Với các tín đồ chơi game giả lập thì chắc chắn thứ gây nguy hiểm nhất chính là việc tải nhầm file APK chứa mã độc, mà kéo theo đó là những hậu quả khá lớn như là bị hack tài khoản, ăn cắp dữ liệu rất dễ xảy ra. Do đó nên là nhà phát triển đã làm thêm một phần mềm bảo mật mang tên là NOS Security để có thể coi là cứu cánh cho các anh em tín đồ game giả lập hay đặc biệt là các dân chơi có thú vui hại thận mỗi đêm khuya. Hiện tại thì NOS Security đã có sẵn và miễn phí trên cửa hàng Play Store nên anh em có thể yên tâm tải về một cách chỉnh chu, không sợ cài nhầm phần mềm đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua nhanh về những cách mà NOS Security sẽ bảo vệ con dế cưng của mình như thế nào. Mặc định thì NOS Security sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều tính năng tối ưu để bảo vệ điện thoại. Trong đó thì đáng chú ý nhất là ba tính năng chính gồm: đầu tiên là diệt virus. Đây có thể coi là tính năng chủ chốt trên phần mềm này. NOS Security cho Android cung cấp sự bảo vệ tốt nhất dành cho thiết bị của bạn. Ứng dụng hoàn toàn có thể bảo vệ điện thoại khỏi rất nhiều phần mềm độc hại bao gồm virus, phần mềm gián điệp, mã độc, tin tặc, lừa đảo trực tuyến. Tính năng diệt virus được đánh giá là trực quan, dễ sử dụng. Bạn có thể chat, gửi email hay chia sẻ tập tin một cách an toàn. Thứ hai là chặn thông báo. Bình thường các thông báo từ ứng dụng chắc chắn là thứ phiền phức bậc nhất mỗi khi mà các anh em cố gắng chơi hát trong trò chơi yêu thích của mình. Cứ thử tưởng tượng là cả team đang đi phó bản, tập trung đánh một con boss siêu khủng mà bất ngờ một tin nhắn Facebook nảy lên hoặc một cuộc gọi ganh bất ngờ từ mẹ hay là người yêu thì cực kỳ là ức chế rồi. NOS Security cung cấp trình quản lý và dọn dẹp thông báo mạnh mẽ. Người dùng có thể sử dụng tính năng này để chặn và xóa thông báo rác làm chậm điện thoại của bạn. App sẽ giúp thiết bị của bạn không bị làm phiền bởi spam và giúp thanh thông báo luôn sạch sẽ. Thứ ba là khóa ứng dụng. Ứng dụng chạy ẩn chắc chắn cũng là một thứ khó chịu, đặc biệt là các ứng dụng rác nếu bạn mua điện thoại từ nhà mạng. Hoặc đơn giản là cũng có một số ứng dụng chứa dữ liệu nhạy cảm mà anh em không muốn cho người khác vào trong mỗi khi cho mượn điện thoại chẳng hạn. NOS Security cung cấp chế độ khóa ứng dụng để cấm các ứng dụng này tự động khởi chạy, cũng như là cấm luôn thông báo từ các ứng dụng đó để bảo vệ sự riêng tư cho người dùng tốt nhất có thể. Thứ tư là tính năng Wi-Fi an toàn. Tính năng này sẽ giúp điện thoại của bạn tránh được các cuộc tấn công trên mạng. Tính năng này giúp kiểm tra sự an toàn của Wi-Fi khi bạn kết nối Internet, đặc biệt là các mạng Wi-Fi công cộng miễn phí, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư không bị rò rỉ khi mà lướt web, xem phim và nhiều hơn thế nữa. Thứ năm là chặn cuộc gọi làm phiền. Nếu bạn cảm thấy những cuộc gọi quảng cáo hay là tiếp thị gây phiền phức, ví dụ như số 197 chẳng hạn, thì NOS Security chính là ứng dụng chặn cuộc gọi tuyệt vời. Chỉ cần thiết lập số điện thoại bạn không muốn nghe hoặc là các số ngoài danh bạ vào danh sách đen là bạn đã có thể hoàn toàn ngăn chặn được các cuộc gọi này và tận hưởng tối đa trải nghiệm trên di động. Thứ 6 là tính năng tăng tốc điện thoại, bao gồm các khả năng như là tăng tốc bộ nhớ, hạ nhiệt CPU và tăng tốc game. Chỉ cần một lần chạm, app NOS Security cho Android sẽ giúp người dùng dọn sạch rác trong bộ nhớ đệm hệ thống, bộ nhớ đệm ứng dụng, tệp dư, gói cài đặt vô hiệu, bộ nhớ đệm quảng cáo, giúp bạn tăng thêm dung lượng bộ nhớ và cải thiện tốc độ cho điện thoại. Thứ 7 là bảo mật tin nhắn. Bạn lo lắng rằng các tin nhắn riêng tư của mình có thể bị người khác đọc trộm. Với tính năng bảo mật tin nhắn của NOS Security, app có thể giúp bạn ngăn người khác nhìn trộm hay là xem thông báo trên màn hình bằng cách là kích hoạt chức năng bảo mật tin nhắn. Thứ 8 là phát hiện các ứng dụng hao pin. Tính năng siêu tiết kiệm pin của app NOS Security sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị bằng cách là nhanh chóng phát hiện và tắt các ứng dụng tiêu hao pin đang chạy ngầm, giúp bạn có thêm thời gian lướt mạng, xem phim mà không lo hết pin giữa chừng. Thứ 9 là mã hóa tập tin. NOS Security cho Android có thể mã hóa và giải mã tập tin cá nhân bằng cách là sử dụng mật khẩu hình vẽ. Tính năng này giữ cho tất cả các file như là ảnh, video, ứng dụng văn phòng, Word, Excel, PowerPoint, v.v. và mọi tệp tin khác không bị người khác mở ra xem một cách dễ dàng. Nhìn chung theo đánh giá của mình thì NOS Security có thể coi là một trong những phần mềm tốt nhất cho việc bảo vệ điện thoại Android bởi nó không chỉ cung cấp khả năng diệt virus và bảo vệ thiết bị theo thời gian thực mà còn mang đến rất nhiều tiện ích khác.
nên là sẽ hứa hẹn giúp các anh em game thủ lẫn dân chơi nửa đêm thoải mái với nội dung yêu thích của mình mà không sợ bị ảnh hưởng gì rồi. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của Xstudio về Nox Security, một phần mềm dành cho Android rất là thú vị. Anh em quan tâm thì hãy để lại comment ở bên dưới nhá. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho Xstudio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.